tại đình Thượng thuộc khu du lịch thác Brent Đà Lạt. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành tổ chức hội thi trang trí mâm lễ vật, cắm hoa, trang trí lãng hoa, dân cúng vua Hùng. Tham dự hội thi có 20 đơn vị đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể, trường học, cơ sở tôn giáo thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn ngành giáo dục, công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt. Đến với hội thi, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ ý tưởng thiết kế mâm cỗ, lãng hoa đến nguyên liệu, cách trình bày. Dưới bàn tay khéo léo, các đội thi đã chăm chút từng chi tiết, sắp đặt, tạo hình, ghép đĩa, làm nên những biểu tượng đẹp mắt, độc đáo. Các mâm lễ vật cũng được sắp đặt bày biện công phu, trang trọng, từ các loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh dày, bánh ngũ sắc, mang giá trị thẩm mỹ cao, chứa đựng ý nghĩa về triết lý nhân sinh từ ngàn xưa của người Việt, về cội nguồn dân tộc, về niềm tự hào, cố kết cộng đồng, đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn. Mỗi mâm lễ vật, mỗi lãng hoa như một tác phẩm nghệ thuật trang trọng, tinh tế sẽ trở thành những lễ vật thể hiện lòng thành kính của những người con dân Lâm Đồng dâng lên Quốc tổ Hùng Vương trong ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3.